Phía sau là anh Hùng với anh Mé. À, bữa nay là cho ông em đi xuống cúng ông anh. Tại vì ông em đi xuống cúng ông anh. Tại vì anh Hùng đi làm suốt, mọi người chỉ có rảnh được ngày thứ hai thôi. Nhưng mà thứ hai tuần rồi á là anh Hùng đi với mấy thứ hai tuần rồi là giống như trong mấy ngày lễ đó thì đi với tiệm, đi với trong tiệm, chủ tiệm dẫn đi ăn, chủ chỗ nhà anh Hùng làm. Cho nên là không có đi được trong nhóm của Hằng. À, rồi bữa nay á là anh Hùng nghỉ nhưng mà không có đi chung nhóm thì Hằng mới dẫn anh Hùng đi cúng anh Bình. Rồi anh Hùng hôm nay để anh Hùng nhận quà của mấy bữa mà anh em ai cũng có mà anh Hùng chưa có. Bây giờ để Hằng quay qua cho anh Hùng nhận quà nha. Rồi bây giờ là hỏi ai, tình hình đi làm là ok không, thông báo cho bà con yêu okay, thương. Ok, everything ok. Everything ok hả? Có chịu cực nổi không? Dì sức mà. Dì sức phải không? Rồi từ bữa qua là bắt đầu được nhận việc làm, nhận chỗ liền như vậy là ổn định rồi. Cảm thấy vui không? Vui. Vui hỏi kỳ quá, đương nhiên là vui rồi. Có chỗ ăn cho ở vui rồi. Có ăn cho ở. Chỗ làm nữa. Rồi tối là phải lội bộ về, đi làm về tối cũng lội bộ. Sáng lội bộ, chiều tối đi bộ. Rồi nhầm bữa mưa thì mặc áo mưa. Mặc áo này nè. Mặc áo đó thì dầm về tới nhà cũng ướt không? Ướt chứ. Ướt quần thôi. Không, anh phải có cái áo mưa cao su. Có phải không? Có, bà chị có cho. Đúng rồi, cái áo mưa cặp bằng cao su, nó che đỡ lắm. Sách đi theo mỏng. Vậy hả? Hay là giờ anh mua áo mưa bọc á. Áo mưa bọc ni lông á, cái anh cất ở tiệm. Lúc mưa thì bữa nào mình mặc về vì xong có, lần cỡ có dùng. Bộ luôn, có bà chị Yến chỉ mua. Bà chị làm chung tốt ha. Lắm mà. Bộ đồ nó cũng ok lắm mà nó nặng. Nãy giờ anh Hùng kể là làm ở trong đó đó, mấy chị thương lắm thì kể coi mấy chị thương làm sao để cho mấy chị khi mấy chị coi để mấy chị nghe đó. Biết kể làm sao đây. Thì kể là nói là có người lo cơm sẵn xách về. Có người lo cơm nước sẵn xách về. Đi làm về là có đồ ăn thôi. Coi như là mấy chị nấu cơm ở nhà cũng đem tới, rồi đi làm xong là xách cơm, anh có cơm để đem về nhà tối ăn. Lấy cơm ở nhà hàng đem về. Còn đồ ăn mấy chị đem vô. Mấy chị nấu đem vô. Rồi xong rồi cái về cái sáng ở nhà trước khi mình đi làm là mình ăn cơm mình mới đi. Cơm thì tối mình đi làm về là chị dở cho ăn buổi tối buổi sáng luôn. Wow, sướng vậy trời. Bây giờ ổng đi làm nhà hàng nha quý vị. Chỉ có tốn tiền phòng thôi nha, không có tốn tiền đồ ăn nha. Không có tốn tiền. Với lại chỉ có tốn tiền mua thuốc lá hút thôi. Cà phê rồi thôi. Đúng rồi. Còn nhiêu là không có tốn tiền ăn nè. Ăn là tới nhà hàng ăn xong rồi được dở đem về. Rồi chỉ có tốn tiền phòng thôi. Phòng. Như vậy là phải làm cái này là dư mau vào. Chưa biết hên xui. Thì đừng xài bẫy nữa đó chứ. Có xài bẫy gì không? Thì mua nước uống này nọ. Thì mua nước uống rồi thôi chứ. Ý nói là mình không có xài bậy mấy cái chuyện mà không có tùm la kia. Không có tùm bậy. Là ít nhất mình cũng dư. Bây giờ khi anh đi homeless qua đây anh cũng vẫn có dư cho mấy ngàn đồng mà. Từ bên kia qua đây cũng thủ mấy ngàn. Thì bây giờ qua đây ít nhất là đi làm vậy là mình ok là được. Thì rồi làm là lãnh được 890 mấy đồng. 2 tuần là lãnh 10 ngày, đợt đó làm 10 ngày. Tại vô nghỉ 2 ngày rồi. Nghỉ chủ nhật thứ hai, bữa New Year đóng cửa chủ nhật, thứ hai đi ăn. Đi làm là được mấy tầng rồi ta? Nay nữa 3 tầng này. 3 tầng rồi hả? 3 tầng này. Làm được 3 tầng rồi. Trong đó 2 tầng mới lãnh lương là. Không biết đợt này lãnh coi chắc nhiều hơn. Nhiều hơn chắc nặng đó. Tại lên 17 đồng mà chắc nhiều hơn. Rồi bây giờ lấy cái giỏ này lên coi, nhận chai dầu thơm. Dầu thơm của chị Thủy với cái nón của một cô ở tiểu bang khác. Ok, em cảm ơn chị Thủy nha. Dạ, dầu thơm kiểu gì vậy? La Cốt hả? Dở lên coi. Nủ. Cái nón lấy đội lên liền liền luôn coi. Xé mọt luôn. Mũ đó giống mũ này nè. Đó, một kiểu nhớ, đó, một kiểu. Thâu lại. Thử chứ ta. Thâu lại. Thâu lại chút. Cái áo đó cũng giống y luôn. Cái áo này đồng mua đợt trong mò đó. Bữa không có đi chung à. Bữa nói hổng chứ mấy bận dân. Khi hồi bữa mà anh Bình mất á thì trong mấy ngày đó thì tuần lễ đó là anh Hùng mới vô làm không à,
cho nên là không có đi xuống suối với hàng cúng được. Đúng rồi, làm tuần 6 ngày. Ừ, còn cái tuần này là anh Hùng được rảnh đó, cho nên là anh Hùng cũng thôi muốn đi xuống để đốt cho anh Bình một cây nhang, cúng một dĩa trái cây vậy đó, để cũng cho anh biết là dầu gì cũng ngày đầu tiên dẫn xuống rồi cứ nói anh em với nhau. Thì khi chết nên vậy chứ, khi biết đâu cái vong hồn, cái linh hồn người ta còn á, người ta cũng vui, phải không anh Hùng? Ok, sure. Yeah. Yeah, bây giờ ok, mình đi xuống nha. Để đi xuống lấy đồ, dỡ cấp xe lấy đồ. À, dưới suối nó còn lạnh nữa, độ ẩm nó cao á. Ừ. Mấy anh nào cũng hay ha. Quen rồi. Ờ, mấy ổng ở rất quen. Cái này đó. Cái bình này. Bình này. Bình này. À, đó, cái cây. Rồi anh cầm này đi. Có mua nước ngọt cho anh không? Quên rồi. Trong này mình có nước ngọt không? Có nước ngọt không? Ngày nay anh khoái uống nước ngọt. Không có nước ngọt, trời ơi, quên ha. Đúng rồi. Có nước khúc. Có khúc nữa. Vui chưa nè. Xé vậy vào rồi. Đó, đó. Lòn, hai lòn. Hai ba lòn vậy đi, xuống dưới cho mấy ông kia uống luôn. Rồi. Đấm rồi. Đây hả, mua chậu bông cúc nhỏ nhỏ gì đây cho nó dễ thương. Mua cái miếng này để bỏ trái cây lên. Bận hoài yeah. Luôn, mình không bận hoài, mình không có thấy thời gian, không có thấy thời gian lâu. Yeah. Quay lại cái 9 giờ. Làm cái cơ thoải mái. Sao mình có việc mà mình thoải mái là được rồi. Đó mình làm xuyên không nào thôi. Dạ. Làm xuyên năng lên đó không? Vô cho bên đó làm chạy vòng ngoài, chạy hết luôn á. Ờ vậy đó, hả? Hết anh em chị em đó luôn á. Ồ, chạy vòng ngoài rồi đẩy gác rồi đi là anh rồi. Đẩy gác thì cái em không, anh vợ có ổng đẩy. Đẩy. Cho ông chạy hết từ đồ ăn cho đến rau cải bất cứ chạy hết vòng ngoài luôn. Wow vậy hả? Thiếu thịt, thiếu tôm gì là rau quay chạy hết vòng ngoài. Wow, vậy đó. Hello. Ở đây mấy chị thương. Ở đây mấy chị thương ha. Nó muốn ăn món gì cho chị nấu rồi. Đi làm mà có mấy chị lo hết trơn luôn. Lo hết, lo từ anh hết mà. Sướng chết luôn á. Để mấy chị lo hết. Nên ảnh chỉ có việc là đi lại tới giờ lại làm hết giờ đi về có cơm. Có người dở cơm bán. Bỏ vô bọc thẳng luôn. Sướng ha. Bà chủ cũng vậy, tới giờ là tự động bà múc đồ ăn bà bỏ vô. Bà hỏi muốn ăn món gì là bà múc, bà đem xuống, bà mới cơm được sẵn luôn. Bỏ vào lòng rồi, bây giờ sắp về. Đó, đồ ăn là bao la, đồ ăn bao la dư. Bà hỏi dọn hết trơn rồi, bữa nay bà hỏi người ta dọn dục hết trơn mấy cái liều rồi. Ờ, bữa nay cầm lại rồi. Xuống đây lạnh hơn. Dạ, xuống dưới này lạnh hơn này. Bấm nguyên cái làng ở đây nè, nhớ không? Dạ. Ừ, cảnh sát không dọn được hết rồi. Nó không chờ ở. Không cho, tại vì ở vị gác á, nó sẽ dồn xuống ống công. Rồi cái nó sẽ ngập lụt giống như mấy năm kia nữa. Có năm nó ngập lụt lên tới ngọn cây á. Ừ, chị Thăng xuống cứu dưới suối không đó. Nên năm nay bà hổm sáng chút nữa là quá trời, nó phải thông báo kêu lên bờ đó. Yeah. Cái gì chứ cuối cùng cái nó
nó không có lên, không có dâng cao nữa. Không ai thấy không tại. Ừ, cho nên mấy ổng không chịu lên bờ là gì? Là mấy ổng cảm thấy bỏ không có được. Còn khi lên bờ bước vào nhà người ta đâu có muốn, người ta đâu có cho, người ta đâu có cho. Còn người nào mà còn ý chí cố gắng á thì người ta cũng thử, người ta lên. Rồi nhớ mình đi xuống đường này đi. Ừ, người ta nhớ cái mùi vậy chắc này. Hút này còn không cho. Hút lá, nhiều người hút lá họ cũng cho. Tại vì ở ngoài sân hút thiệt nhưng cái người nó dính mùi như vô nhà vẫn còn nha. Dạ lên chứ không. Nào bữa mình chết mình mang đi về nè. Cái xong cái lại nó trở đi nó đẩy được ra. Ô không có ai chứ chắc nhiều người họ đẩy lại vậy để kỷ niệm ổng cái gì vậy trời. Chứ không có ai chứ á. Rồi thôi mình để xuống đây mình ngồi xuống mình bày để đâu. Chạy gốc cài. Nhớ luôn chậu bông. Để cho anh vui. Rồi trái cây đấy mình đỡ. Chậu bông cho anh vui. Anh bé ngồi góc cái góc rồi đó anh chú. Đúng rồi, ngồi ngồi cho mấy ổng ăn. Cho anh Bình ăn trước. Chai cạm nhang không biết ở đâu rồi, cạm dưới đất đi ha. Có anh quẹt mà hả? Yeah. Okay. Ở đây hàng đốt cho anh quẹt đi. Cũng nằm liều nhiều thấp nhiều vô. Cái liều ổng ở bên đó. Dạ, yeah. Nhưng mà khi ổng mệt, ổng chạy qua đây, ổng kêu anh đậu. Ổng chạy qua, ổng kêu anh đậu là ổng té. Đúng rồi, có nhiều. Cái nắp này thôi. Hả? Hỏi đúng nha. Đi đây nè, đi ngon qua đây nè. Đi ở đây nè, không sao. Mía ngon qua đây. Mía được rồi, mía. Ngồi đi, mía, mía. Ừ. Anh Bình, bữa nay là anh Hùng. Anh Hùng tới đây để đốt nhang cho anh Bình. Dầu gì lúc đầu gặp nhau, cho dù lúc đầu Hằng dẫn anh Hùng xuống đây. Anh Hùng ngồi xuống đây anh Hùng.
Hằng dẫn anh Hùng xuống đây. Tại vì ở trên tất cả mọi người khi cái phim Hằng quay anh Hùng á, thì lúc đầu ai cũng nói là giống anh Bình. Cho nên Hằng mới nói là không biết nó cũng khiến cái gì luôn, mà thật sự em không có biết là có hai người, có anh em một cha không, cái đó mình không biết. Thì mình cũng không có nghĩ là mình dẫn anh Hùng xuống nữa, mà khiến cái gì đâu, thật sự cái ngày đó dẫn anh Hùng xuống để hai anh em nói chuyện. Nhưng mà khi Hằng cũng muốn để hai người ngồi gần lại chụp tấm hình có giống nhau hay không, mà thật sự cái nét giống rất là nhiều luôn á, rất là nhiều. Tại vì đôi khi khác mẹ thì một người like qua người mẹ này, like qua người mẹ kia, thì cái nét nó cũng có giống, mình nhìn mình biết là rất là giống. Mà khi cái tướng thôi gặp á, là mọi người ai cũng ô sao giống anh Bình quá vậy. Thì Hằng mới dẫn xuống đây thì cho dù thật sự có không có phải biết là anh em hay không, nhưng đó cũng là một ngày làm anh em, đúng không anh Hùng? Cho dù một ngày làm anh em thì cũng gọi là anh em. Cho nên anh Hùng cũng muốn xuống để đốt cho anh Bình một nén nhang, rồi cúng một chút xíu trái cây để cầu mong cho anh Bình sớm siêu thoát và đi thanh thản, để mình sau này mình qua một cái kiếp khác thì mình sẽ được cuộc đời tươi đẹp hơn, chứ mình đừng có sống trở lại với một cuộc sống như thế này. Rồi anh Hùng có nói ra miệng một câu nói gì không? Nói rồi, nói trong bụng. Anh Hùng giải nói trong bụng, không có nói ra ngoài miệng. Ok anh Bình, cúng trái cây nè, nước ngọt nè, anh Hùng còn nhắc nước ngọt, anh Bình rất thích uống nước ngọt. Rồi bông, ok, anh Bình về ăn trái cây nha. Anh Hùng hôm nay tới thăm anh Bình đó. Với lại là để chút nữa anh mía đốt nhang sau ha. Với lại bây giờ thì cái xác của anh Bình đó, là thi thể của anh Bình Hằng chưa có được nhận ra liền, nhưng mà Hằng cứ chờ để cho đúng thủ tục của cảnh sát. Khi đúng thủ tục của cảnh sát xong, tìm người thân không được thì cảnh sát mới cho Hằng nhận cái xác anh Bình để thiêu, lấy cho cốt. Tại vì thì hôm nay Hằng sẵn đây thôi, Hằng trả lời cho một cái chút xíu của thấy vài cái bình luận nói là hồi trước sao nói anh Bình có bà con bố nuôi ở bên Mỹ, thì đó là nói là bố nuôi, nhưng bây giờ bố nuôi không đứng ra nhận thì cái đó cũng vẫn không phải là người thân nha. Cho dù bố nuôi, nhưng bố nuôi ở bên Mỹ không có đứng ra với cảnh sát để nhận xác, để thì người ta cũng gọi là mình không có người thân, thì người ta làm đúng thủ tục trong vòng 31 ngày. Thì Hằng nghĩ nếu như biết á, bố nuôi của anh Bình hoặc là những anh em nuôi ở đây, thì hồi xưa qua Mỹ thì gọi là kêu bố nuôi, anh em nuôi, vẫn biết anh Bình mất, vẫn coi chương trình của Hằng, nói chung là biết hết, nhưng mà không có đứng nghe với sở cảnh sát để nhận, thì cứ để như vậy đúng thủ tục 31 ngày thì Hằng mới có quyền nhận. Thì thật sự nếu như mà bố nuôi hay anh em nuôi của anh Bình muốn nhận xác anh Bình sớm thì liên lạc với Hằng, coi như là để mà Hằng với anh em hoặc là bố nuôi của anh Bình đi lên sở cảnh sát là nói đây là người bố nuôi thì sẽ nhận cái xác anh Bình ra liền được ha. Còn nếu mà bố nuôi hay anh em nuôi cứ nín thinh luôn, không có gọi cho Hằng, rồi thì làm sao mà Hằng có thể ép bố nuôi hay là anh em nuôi để đi nhận cái thi thể anh Bình được. Thì Hằng phải chịu là làm theo đúng thủ tục của sở cảnh sát, là chờ khi nào xong cái thủ tục mà 31 ngày không có người thân thì Hằng sẽ được nhận xác anh Bình ra và để thiêu cho cốt của anh Bình, giữ lại hũ cho cốt của anh Bình cho gia đình ha. Đó, hôm nay thì sẵn thì Hằng cũng trả lời cho những cái bình luận, hoặc là Hằng gửi lời cho gia đình bố nuôi của anh Bình ở bên Mỹ là biết như vậy. Nếu như bố nuôi với anh em nuôi nếu chấp nhận muốn nhận xác anh Bình ra sớm hơn thì liên lạc cho Hằng, còn không liên lạc cho Hằng thì vẫn để như vậy. Để đúng thủ tục thì thật ra cũng gần 2 tuần rồi, thì nếu đúng 31 ngày thì cũng còn hơn 2 tuần nữa thôi để có thể nhận anh Bình ra được. Đó, thì hiện tại người ta vẫn để trong cái ướp xác ở trong nhà kho, kho lạnh thôi, người ta vẫn để đông lạnh như vậy. Ở Mỹ này để đông lạnh bao lâu cũng được, khi người ta hoàn thành thủ tục nha quý vị, khi người ta đã cho thuốc vô rồi đó, người ta cứ vẫn để đông lạnh ở đó chứ không có bị gì hết. Thì thôi, thì dầu gì anh Bình cũng đã ra đi rồi, muốn giữ lại một chút cho cốt để kỷ niệm, để trao cho người thân. Thì Hằng và những mạnh thường quân cùng chung tay với Hằng để làm, Hằng làm tròn với những gì khi Hằng tiếp xúc mấy anh em ở dưới con suối này và đã thân thuộc với mấy anh em.
cho nên Hằng muốn làm được những cái gì mà giúp mấy anh em cho tới ngày cuối cùng ra đi thì Hằng giúp được, thì trong khả năng của Hằng thì Hằng giúp. Thì đây cũng là một cái định mệnh, một cái số phận của mỗi anh em để chọn cho mình một cái con đường, cái số tới đây nó đi thì anh Bình ra đi. Chứ nếu cái số anh Bình còn thì anh Bình không phải để anh Bình ra đi ở nơi con suối này, tại vì vẫn có chỗ nơi cho mình shelter, nursing home cho những người bệnh, bệnh viện. Thì Hằng xuống đây thường ngày Hằng cũng nói với anh Bình hoài, thì anh Bình nói thôi kệ em ơi, kệ đi, tới đâu tính tới đó, chứ anh không có thích ở trong. Hằng nói giữa đây có vong hồn của anh Bình. Anh Bình nói là anh không có thích ở trong shelter, nó rất là ràng buộc, giống như là nó phải ràng buộc. Ở đâu cũng vậy, nếu trong một cái nơi ngôi nhà gọi là ngôi nhà thì nó đều có sự ràng buộc. Còn nếu mình muốn sống một cái cuộc sống tự do thì đó là cuộc sống của mình. Thôi thì đây cũng là một cái số kiếp của con người. Hằng cũng chỉ muốn cầu nguyện cho anh Bình ra đi thanh thản, và sẽ sớm siêu thoát, đầu thai qua một cái kiếp người khác, được tốt đẹp hơn, được vui vẻ hơn, được sung sướng hơn, chứ không phải chịu ở với một cuộc sống đày đọa như thế này. Ok. Rồi. Anh Mía thôi lại đốt cái nhang đi, để Hằng cầm cho. Anh Mía bước qua đốt nhang đi. Anh Lai nào, rồi anh Đức lại đốt nhang không? Anh Đức lại đốt đi. Đốt cái nhang rồi, anh Đức này. Anh Đức lại đốt cây nhang cho anh Bình kìa. Phải lai không? Anh phải lai không? Lai không? Ờ anh ở cầu tôi đây không? Không. Anh đang có bị chết rồi đó. Có người tới người lai chết đó mà biết. Lai nào chết? Anh tới đây lai trắng rồi. Anh lai trắng nào chết nữa thì anh Bình là lai trắng nè. Chết từ lâu rồi, sống rồi hay rồi biết. Cái gì vậy trời, đó nói chuyện năm trên này đó. Bị tai nạn rồi đó, chết rồi đó, ngủ rồi đó. Quên rồi chắc, nhớ rồi. Không nhớ thì biết lộn đúng. Kìa, đốt cho, đưa cho ông Đức hai cây, anh Mía, ba cây. Không có, ông Đức đó. Lại đốt cho anh Bình cây nhang đi. Ông Đức. Nó thấy không, anh Hùng, ông nói nhảm nhảm, ông đâu biết ông nói gì đâu. Hết có tượng nha cha. Anh đó cũng là cuộc sống lựa chọn đó. Hay luôn, nó thoát qua anh được cái tên. Ổng là chỉ có về vô trong mấy cái chỗ hết, mental health á anh Hùng. Dạ chứ còn ngoài là không được. Hết cho biết được. Anh Đức. Có người lợm á. Anh Đức, ngồi xuống kìa, ngồi xuống đốt cho anh Bình cái nhang. Đỡ nó mất uống. Nó đâu có. Mất cái tượng uống. Mất cái tượng gì nữa. Bệnh hút thuốc rồi đó. Hả? Bệnh hút thuốc. Hút thuốc, anh Bình hút thuốc. Ờ, đốt đi thuốc cúng đi. Có được là mấy câu tượng. Nên anh dưới đây thì thích thuốc lá lắm. Có nghe mình ở lại ở bên Việt Nam rồi không? Không biết nói gì như luôn. Chưa có thông minh gì nữa. Nói gì hiểu nói gì. Anh biết có giá gì không? Sao không nói gì cho nhỉ? Ôi không giai không nói. Nhưng mà không nói rõ, nó thầm mà. Trong giờ gặp bà giờ không ở chứ bà giờ không. Còn bà giờ bên Việt Nam. Rồi cảm ơn Giang đi. Đó, đứng dái đó, đứng đây dài dài nói. Nói làm thầm. Bà giờ không nhận được rồi, nghe hai lô tốt. Anh Hoàng ơi, xuống đốt cái nhang không? Đi xuống đây nè. Xuống đốt cây nhang cho anh Bình đi. Đi. Bước xuống mau lên. Cầm đi Mía, cầm đi vô. Đây có hộp nhang mình cầm đó để ngồi với mấy cái bọc. Kìa anh Hoàng bước xuống nè, kêu ông xuống cho ông đốt. Cho ông đốt cây nhang. Anh Hoàng đó cũng like đó anh Hùng. Anh nè, xuống đây đốt cây nhang. Này. Ừ, cho ông lon đi. Kìa anh Đức. Đức nè. Ông đòi xin bác thuốc á. Trong có bác phạt có không? Bác trong phạt bác phạt. Ờ. Chỗ bác phạt rồi cho. Anh lấy. Anh là anh Hùng cứ quải đứng y vậy đi. Anh cầm đi rồi anh lại mở dây kéo cái anh lấy một gói. Đức nè. Đức.
ổng thấy rằng là ổng lỡ xin thuốc lá, tại biết rằng xuống thì cho thuốc lá đó. Rồi ông kia đang đứng nói mình nữa kìa, thấy không? Tới năm đó anh Hùng xuống đây, anh Hùng thấy không, cuộc sống họ lựa chọn đó. Anh Điệp mấy năm trước, ông Điệp đẹp trai lắm, trắng tươi đẹp lắm, trẻ lắm, không phải vậy đâu, xài dầu thơm rồi thơm phức à, bây giờ vậy đó. Bây giờ cũng biết người ta là ai luôn. Điệp ơi, đi xuống đốt cây nhang cho anh Bình, mau lên. Không có chết đâu mà đốt, thì không có chết cũng đốt đi. Mau lên, thấy không, đâu còn biết gì đâu. Đi xuống đây, mau lên, xuống đốt nhang cây cho nhang cho anh Bình đi, để nhang lên mé để cho mấy ổng xuống đây đốt, để cho cũng cảm thấy mấy ấm lòng chứ. Bữa anh Bình nằm lạnh lẽo thì giờ tôi nhớ tới là cái tôi khóc là không, để đây cái nước à, mấy ổng có đốt đâu, có mình ở đây thì có mấy ổng đốt vậy thôi. Đi qua đây anh Đẹp. Dạ, ông kia đứng nói mình á. Có một cái cây ngọn. Con đi. Bỏ em vòng mà nó có nói là nó chưa đứng đi. Đó, giờ nói chuyện với con đồng này kia, lại đó đốt nhang, mau lên. Đi, lại bước đốt cây nhang đi. Thì mình nói là không ai chết hết. Không có chết hả? Không. Đó, thấy không? Không ai chết á, giờ ăn trái cây á. Giờ đói bụng lắm rồi phải không? Lấy cho ông gói thuốc thì nên mẹ. Đi kéo dưới đây. Lấy đốt thì cứ đốt nhưng mà không, không thì lại đốt đi, không ai chết cũng đốt đi. Mình cho lòng thanh thản. Không ai chết hết mình đốt cái gì. Đốt gì? Cho nó bọc kìa, lấy cho ông lon nước ngọt đi. Ở chợ hồi cái đó cúng rồi cho ông uống đi. Còn lon cho anh Hoàng. Cho gói thuốc rồi có biết lấy rồi hút không đó, gần hồi cầm tới em lưu dục á, ông Đức á. Biết phải không? Biết. Thấy không? Nè, cuộc sống mấy ông chọn đó. Người hết không biết. Thấy không? Giờ cuộc sống mấy ông chọn nè mọi người, thấy không? Anh Điệp. Thằng nói cuộc sống này mấy anh chọn đó. Anh Điệp 2 năm trước anh Điệp trắng tươi, đẹp trai dễ sợ luôn. Bây giờ nè, vừa ốm vừa tàn. Vừa không còn biết nói tầm lao tà le luôn. Cái gì cũng giữ lại lấy đi làm gì mà còn. Ở bên kia cũng còn hết biết người ta rồi. Quay coi Đức. Còn biết ai không? Ai vậy? Ai đây? Nói đúng tên đi mấy hai. Chị Hằng. Trời ơi, còn biết con nội ơi. Không biết thiệt. Ông Đẹp biết ai đâu? Bà Hai. Ông Đẹp hết biết người ta. Hồi hỏi ông Hoàng coi biết ai không? Không biết hả? Bà Hai. Này, nói chuyện kìa. Anh Hoàng ơi. Anh Hoàng xuống đây nè. Xuống đây. Đi xuống đây nè, lấy cúng anh Bình xong rồi lấy đồ cúng lên ăn. Thì nó canh thôi, nó trao đổi rồi đó. Bằng ngón tay cái, bằng ngón tay cái. Bởi lấy cho ông Hai, ông Ba đi rồi đi ngược dậy ra liền, đi luôn, làm đi luôn. Kêu ông Hai nào, kêu tôi Ba Hai, chết rồi chứ. Mía, giờ bóc gì vậy? Thì cho qua đi du lịch nữa. Ai qua du lịch? Thì hai ông ai giống nhau dữ trời. Hai ông làm gì bữa nay? Sao bận, bận áo giống nhau, đội nón giống nhau nữa. Cái du lịch mà. Nón đó đâu vậy? Còn cái nào không? Nón hả? Nón đó là người ta cho mấy anh em lên bờ. Áo đẹp cũng được cho lên bờ. Ai lên bờ người ta sẽ cho dầu thơm mắc tiền nữa. Nên bây giờ mấy ông lên bờ hết đi sẽ được tặng những cái phần giống nhau của mấy người trên bờ. Đi lên bây giờ. Đi lên bây giờ hả? Chừng nào đi? Nãy mới gọi cho phần đang. Bây giờ anh tự gọi anh đi vô ghi hát trước đi, là lên bờ đó. Đó, nói tới ghi hát là không có chịu gần đâu. Thấy không? Biết lắm mà mấy ông hỏi nón nữa đâu vậy, còn không cho dí nữa. Nói nón này của trên bờ. Ai trên bờ mới có phần. Cho người ta ghi tên từng người hết trơn á. Mấy người mà người ta coi chương trình hàng ngày á anh Hùng, là mấy anh em trên bờ người ta đếm, người ta điểm danh từng tên, người ta ghi trong miếng giấy, là hàng chỉ trao theo miếng giấy đó thôi đó. Nón ngay giá nè. Đó, bây giờ ông Điệp mà nghe lời đi về hát cho tỉnh ra cho đẹp trai lại đi. Nín đâu đó, không có gì đâu mà tỉnh. Bây giờ nè, có tỉnh hay không? Đến nhau rồi.
Bây giờ tỉnh hay không? Tỉnh không? Không dám tỉnh đâu. Trên mây tự nhiên đêm ba cái vụ kia đi giao cho thằng Trần Trọc. Vậy ông này cũng đang trên mây nè. Nội chưa? Vậy cái chứ. Nên mấy ông tự tự muốn cuộc đời vậy á. Nhờ cái này á, nhờ những thành phần như vậy đó. Hả? Nhờ những thành phần như vậy. À, cúng anh Bình mới có cái gì vậy? Còn cũng có thành phần như vậy á, làm sao có cái gì? Có gì? Có những thành phần này rồi nhau. Không. Thì bây giờ những thành phần này bây giờ người ta thôi, người ta làm lại cuộc đời đi. Đừng có sống theo cái kiểu khổ sở này nữa. Vậy là ai lấy cái này đậy lại vậy đó. Chứ hồi bữa hay là tối ai vô ngủ đỡ á. Nhiều khi chắc mấy người ướt người ta cũng vô người ta ngủ đỡ á. Đúng rồi, cảnh sát không cho ai vô đây hết. Ừ. Ngoài cái bước vô đây. Ừ. Để cho sao đẹp dám bước. Cảnh sát không cho là bữa văng dây thôi. Cái mờ tại sao cảnh sát không cho vô đây. Ừ. Phải có lý do chứ. Ừ. Dạ. Kêu ông Hoàng xuống đốt cây nhang. Ông Hoàng không đốt. Anh Thành hả? Ừ, chết, nó dẫn ông em đi xuống cúng ông anh. Ông em hồi bữa mới nhìn ông em á. Xong rồi ông em bữa nay ông em bình. Bữa nay ông em nghỉ làm. Ông em mới đi xuống được. Còn mấy bữa kia ông em mắc đi làm. Cho nên là bữa nay ông em xuống cúng ông anh. Giờ kêu ông Điệp đốt cây nhang đi. Ông Điệp nó đâu có chết đâu mà đốt. Mấy khùng này mới giết nào mà kêu nữa. À, ông Đức thì đốt mà cũng không có chết đâu. Tôi đốt ra lụng. Chết là chết, chết thì từ từ ai cũng chết hết á, đừng có lo. Trong cái bọc nè, nhan trong bọc. Chết thì không có ai mà tránh khỏi con đường đó hết á. Đúng rồi. Chạy đi đâu? Đường nào cũng về cái chết đường hết. Đường nào cũng về La Mã hết à. Ông Điệp đúng không? Không, nãy giờ chọc ổng, ổng nó đâu có chết đâu đó. Vẫn chưa được lấy xác anh Bình ra đó. Sao kỳ vậy? Tại vì cảnh sát nó nói là phải đúng thủ tục, nó 31 ngày mà người thân không có nhận á. Thì người ta mới cho người ngoài nhận. Ủa? Ừ. Chứ tưởng đâu em làm giấy tờ nhận nó. Không, giấy tờ nhận nhưng mà người ta nói theo đúng thủ tục đó. Phải có người thân nhận trước. Mà đúng 31 ngày không có ai nhận thì người ta mới cho người ngoài nhận. Ừ. Người ta phải chờ đó, chờ chắc cả 2 tuần nữa thì không có người thân thì mới nhận được. Phải, ta chết rồi mà cũng là còn làm khó thôi. Ừ, phải. Đâu dễ đâu. Rồi về nhon cam đi. Nhon cam. Gì mày? Chưa chắc. Nói chuyện mình. Nãy chắc réo gì mà chưa chắc chứ chưa không. Nãy giờ nói chuyện mình. Mày đụng khùng không có giờ có giấc khùng chừa cho người ta khùng chứ. Mày dành khùng mình rồi. Đúng mày nói chết là tụi bay vui lắm hả? Hả à, sao? Mình sống hay mà chết. Mấy ông đâu biết gì nữa đâu. Mấy ông đâu có biết người ta nữa đâu. Người hát cho anh mình là cái gì Việt Nam được mày. Thôi đi mày ơi, mấy mày nói chuyện nữa. Tụi mày, mở miệng ra cái tao biết tụi mày muốn cái gì rồi. Tai nạn thì mình trong đầu mấy ổng đâu biết gì đâu anh Thành ơi. Người khi trong đầu á nghĩ cái tùm lum tà la, mấy ổng đâu biết mà anh nói cái gì nữa. Làm gì làm nó cũng là anh em của tụi mày chứ, cũng là người Việt Nam chứ. Đúng giờ giờ cho nó có chết vậy thì đúng ra tụi mày cũng phải có cái đồ mà cái buồn bực hay là chút lĩnh vậy đâu. Mà tụi mày còn cười che béo nó nữa thì tụi mày mẹ mày mới mốt tụi mày chết ai cười tụi bay. Mày dám đụng ma, mày dám bảo đảm là mày không chết không? Thành mày ba làng quá đi chỗ khác đi. Khi ông Đức ông nói chứ em cũng đâu biết ông nói gì đâu. Nói nhảm không à. Ủa ai lấy cái này đậy lại vậy anh Thành? Ông Đậu. Ồ ông Đậu đậy lại hả? Ông ngủ hả? Ồ ông ngủ ngoài mà ta. Ừ, gần sáng luôn.
Bởi vì hồi nãy thằng tưởng đâu có ai nằm trong đây, thằng nói ủa ai ngủ. Ổng ở ngoài parking lot. Ổng ở ngoài đó. Không có ai, em có cái thốt, em mới đốt mưa, thấy là bữa đâu rồi trời. Quên đầu. Đây. Nhiều túi quá, mất cũng được. Nè, anh mới cầm nè. Trời, Vung thì ngon vậy ăn chơi. Ừ. Đây, để lấy ra mấy trái cho anh Hoàng, mấy trái thì Vung đưa cho con người ăn đi ha. Giờ con túi bỏ gì còn lo nước ngọt cho anh luôn. Đừng biến, đừng biến bị lậu rồi. Đồ ăn đậu ở đây thì cũng đi đâu luôn rồi. Bây giờ là bữa nó chết. Bữa ăn chết không mang gì đó đó. Bây giờ là mình tàn hẳn. Ok, có cái cho cái thì ăn thêm nữa. Ok. Luôn xuống rồi. Đó, thôi thì một cái người thì cũng chờ đúng thủ tục sẽ lãnh cái xác mình ra thì thiêu thôi, thiêu giữ cho. Chưa thiêu hả? Tại chưa. Vì cảnh sát nó không cho mình nhận. Không cho nhận. Cái xác á, cái thi thể là còn nằm ở cái nơi mà để trong cơ sở thân xác để tìm người thân á. Người ta có cái chỗ để đó, cái nhà để chứa xác á. Để chăm chắc cái chỗ chứa xác. Trời đất ơi. Vậy đó, không chứ đâu cho lấy đâu. Nó nói thôi đúng thủ tục 31 ngày sau đó thì nó cho lấy. Còn ở đây có bố nuôi, hồi xưa là nghe bố nuôi nhưng mà bố nuôi đâu có đứng nghe nhận đâu. Bố không nuôi thì nếu hôm nào không có liên lạc với hàng lời coi như kệ đó chứ. Vẫn coi bố nuôi hoặc là em nuôi gì hồi trước có quen anh Bình đó là vẫn coi chương trình hàng, vẫn biết anh Bình mất rồi. Tại vì một người bố nuôi bên Việt Nam nữa là thân với người bố nuôi bên Mỹ. Mà Hằng có nói chuyện với bố nuôi bên Việt Nam rồi thì đương nhiên là bố nuôi đây biết rồi, biết hết á. Mà nếu như Hằng nãy cơ Hằng cũng có nói cho ông gửi lời, nếu mà bố nuôi coi á, bố nuôi coi mà có thấy á thì muốn mà liên lạc với Hằng để bố nuôi phải đứng ra đi tới nơi để mà cùng Hằng để nhận xác anh Bình ra sớm thì bố nuôi phải liên lạc với Hằng. Chứ giờ Hằng cũng đâu biết bố nuôi đó số phone gì đâu mà liên lạc. Cho nên chỉ có cách đó, còn nếu mà không thì bố nuôi cứ để giờ đúng. Giờ có một người biết cái số phone đó. Mới gặp ẩm hôm qua mà mình cũng quên đi. Ông đó đó hả? Anh Minh đó. Là anh biết số phone của bố nuôi. Anh đó là anh kết nghĩa với nó luôn á. Ồ vậy với hả? Anh với nó nhưng mà với anh đó. Mấy người đó vẫn coi chương trình Hằng, vẫn biết anh Bình chết rồi. Nếu mà đã liên lạc là liên lạc với Hằng rồi. Nhưng ai cũng không có liên lạc. Ông kia lại ông hút mà. Thôi vậy thì ông cứ lo đi hút mà. Đúng rồi, vậy thì thôi chứ ông cũng đâu có nhận làm cái gì. Thì cho nên Hằng chỉ có chờ thì chắc khoảng hơn 2 tuần nữa là được lấy ra rồi. Nếu vậy thì cũng được. Cũng còn hơn 2 tuần nữa thôi hả? Tại bờ hổng ngày là 2 tuần rồi đúng không? Ừ. Hổng ngày 2 tuần rồi. Hơn rồi. Ừ, hơn rồi. Thì coi như là khoảng hơn 2 tuần nữa thì Hằng sẽ lấy ra. Đó, Hằng sẽ nhận ra rồi mình mới đi kiếm, Hằng mới đi kiếm những cái nơi nhà hoàng nào đó. Rồi mình đem thi thể em vô thiêu thôi, làm lễ mai táng. Mà nếu cái ngày ảnh là đạo Công giáo. Vô nhà thờ. Vô nhà thờ. Còn nếu mà mấy anh em khi Hằng biết cái ngày để thiêu anh Bình á, mấy anh em ở đây ai muốn đi viếng thì đi. Đó. Ai muốn đi viếng thì Hằng cho hay, ai muốn đi thì đi để đưa tiễn ổng cuối cùng vậy đó. Hai tầng nghe ai nói là thịt không có mềm. Nghe ai nói hả? Nói mà. Thịt không có mềm tại người ta ướp xác. Người ta dĩ nhiên mình vô đó chích thuốc lạnh này làm sao mà mềm được. Nó chích thuốc ướp xác cứng ngắc rồi. Để mềm mình ăn cho nó thúi trong đó luôn hả? Đúng rồi, với kho lạnh đâu phải người ta chứa một hai thi thể đâu. Bởi vậy, cái đó hồi bữa đó em lại nhà hoàng mà em thấy chở vô trong một cái kho lạnh có hàng trăm cái thùng giấy ở trong đó. Đó là nhiều đó, bao nhiêu đó là đồng là gì anh coi như là tha phương cầu thực được không đó? Tha thương phương cầu thực đó mà ướp xác cứng ngắc hết trơn. Đó. Chết không có thân nhân là nó dục vô đó, dục vô đó xong chui đem ra một làm cho một chảo vậy nó nấu luôn. Thì khi nằm không thân nhân nè, sau 31 ngày á, thì đó. Giống như nãy giờ là nói sau 31 ngày nha, nếu mà người ngoài là mình không nhận thì người ta cũng đốt chung hết á. Là đúng thủ tục của người ta có quyền. Vậy đúng đó. Rồi, cái đó mà nếu mà không có thân nhân nhận thì nó đốt chung vô, sầu vô hết luôn. Chứ trời ơi, đốt chi phí cho một người riêng á, nó tốn tiền, nó nhiều tiền, nó đâu có đốt vậy. 2-3 ngàn đồng bạc chứ bộ ít gì. Cho nên cái vấn đề anh Bình là muốn đốt riêng là đặng liên lạc, đốt riêng để giữ cái hũ cho đó. Chứ nó đốt chung sao hốt được, biết cho nào đâu hốt. Biết cho nào hốt. Đốt
Thì khi mình thấy mà nó thảy vô một cái lò thiêu riêng của một người là mình biết cái đó là cái điện người ta nó thiêu bao nhiêu độ cao, làm sao người ta thiêu phi cho mình được. Thì đó. Đó. Nên mình nhận riêng là đều lấy tiền hết. Nó thiêu một người 2,000 mấy 3,000 gì lận. Yeah, nếu mà thiêu đốt không á, đốt không á là 1,800. Rồi đúng rồi, thiêu đốt không 1,800. Điện là 2,000 mấy. Còn nếu mà mình viếng trong một tiếng đồng hồ nữa đó, thêm 900 mấy gần 1,000 nữa. Viếng là giống như nó làm rất là tươm tất cho mình. Nó để trong một cái thùng giấy đen, rồi cho người thân lại viếng, cho đốt nhang, cho làm tất cả gì theo cái đạo của mỗi người vậy đó. Là phải thêm 1,000 nữa. Tại bữa làm cho Nghĩa mới biết. Bữa làm cho Nghĩa Bamboo á. Nghĩa Bamboo là hồi bữa hai vợ chồng em đi làm giùm mà. Có má với ba đứng ra nhận xác cho nên nó nhanh. Đúng rồi. Nhưng mà ba với má thì không có biết gì hết. Bên đây là em với anh Don dẫn đi rồi lo rồi làm mấy cái. Ủa ông già bà già nó cũng bay về bên này hả? Bay về từ Arizona, bay về đây. Ít nào cũng phải vậy chứ. Bay về thì đi nhận xác nó mới nhanh. Giống tại như, có ba mẹ đó. Giống như con khi nào ông vợ nó. Trời ơi, mình gọi phone. Dầu gì cũng ở 9-10 năm trời. You come right now, right now. Come right now đâu có. Vì mà không xuống luôn. Không có xuống. Ở 9-10 năm trời đúng không? Năm qua kia anh gặp mà xuống viện đâu thành nói chuyện luôn. Thành dòm luôn. Mẹ. Hai người như ở tới 9-10 năm lận, đâu phải 1 ngày 1 bữa đâu. Anh như là cũng 9 năm mấy. 9 năm á, 9-10 năm ảnh nói mà. Nói sao anh. Anh Bình nói với thằng mà. Con già kia là 2 năm. Ok, thôi giờ nãy giờ cúng rồi. Anh Thành bưng cái này rồi bưng chậu bông cho ra thì cho vui đi. Thôi bông để. Ờ bông để đó hả? Ừ cho nó luôn đi. Ừ. Để cho nó đi cua ghệ. Ờ cua ghệ. Thôi vậy bông để thế đi. Không phải còn cái thao đó để lộn. Cái thao thì anh cứ bưng nguyên cái đó. Đi. Chở mía đi. Chở mía đi. Cái người mình nói đi chứ không có đi ha. Còn người đôi khi bất ngờ mình đâu biết đâu. Trời ơi, mình nói chung là mình sống cuộc sống vô thường. Chỉ biết ngày nay chứ làm sao biết được ngày mai, không ai biết được ngày mai hết. Cuộc đời cái gì đến nó đến thôi. Bữa nay nước nó giật bớt rồi ha. Trời nó giật bớt nhiều lắm rồi. Nó giật bớt nhiều, bữa kia ghê thiệt đó chứ hả? Trời ơi, mới hồi tối này thôi chứ đừng nói bữa kia. Lên nữa hả? Tối này nó lên gần tới trên này luôn. Ôi mà cái vậy hả? Hồi tối này còn lên thêm nữa hả? Dữ lắm, bọn nước tối này là coi như là sợ rồi đó. Bây giờ rút đi rồi. Nó rút bớt rồi đó. Ờ ban ngày nó rút đi ha, mà buổi tối bắt đầu lên. Ừ, mưa tối mưa dữ lắm. Ồ, hồi tối mưa dữ nữa. Nó lên nó coi như là mấy cái chòi em chòi này là lúc rồi nè. Ở dưới lúc rồi kìa, cái lò chòi ở dưới lúc rồi. Trên này là lúc có luôn nước, cái mí này hết rồi đó. Ồ trời ơi. Ờ. Trong đó hả, cái niệm nó nổi lên đụng cái nắp liều luôn. Wow. Ông dời lên đây rồi. Đây nè, dời lên cái tâm nhỏ nhỏ này rồi. Dạ đúng rồi, nó lên ha. Nhưng mà giật hơn hồi bữa kia. Hồi bữa kia hàng xuống nhiều lắm. Vậy là hồi tối lên tới khúc này luôn hả? Ồ. Rồi sáng nó xuống bớt vậy hả? Wow, vậy là ống cống nó thông rồi, nó chảy nhanh đó. Dạ nó chảy nhanh nè. Dạ. Mưa là bò đó. Hình như bữa nay hết mưa rồi. Dạ. Mưa nữa là thôi. Dạ, mưa nữa là nó bò lên tới. Mí này thì khó lên à. Lên nếu mà mưa nữa, mưa mà liên tục. Mưa lớn liên tục không ngưng á, đúng rồi. Lên á. 2-3 ngày là nó lên tới luôn. Ừ. Ừ rồi thôi, mình đi bước lên. Bước lên Hồng ơi, lên chỗ ông Hoàng cái rồi đi về. Ok anh Thành. Ok anh. Rồi ba anh Thành. Mưa, chín. Đúng rồi, nếu mà mưa liên tục 2 ngày mà 99% là cẩn thận á. Bảo được cái mình biết lỗi không sợ. Nó trôi à, nó cuốn đi á. Cho nên dời lên bờ núi hết đi. Dời lên trên núi chứ đừng ở dưới cái lòng đường này nữa. Anh mía xách cái bọc lại thôi.
Ê, ông này kêu đốt nhà anh Bình cây nhang không đốt hả? Dù gì người đi thì cũng đã đi rồi, mình đốt cây nhang mình đưa tiễn đi hả? Cái gì nữa ông nội? Phải mừng cho nó để đốt chị. Ờ đi phải mừng là giải thoát cuộc đời, nhưng ý nói là anh em cùng chung một dòng đúng suối rồi, mừng thì đâu có đốt được, thì đốt cây nhang đưa tiễn. Con nói giờ mừng không có đốt, đưa cái bọc nho với hết cho ổng đi. Hồi nãy cúng rồi. Nè anh Quang, nho với quýt, có lon nước ngọt, đồ cúng cho chị em ha. Lấy cho ổng thuốc, đưa quay cái lưng lại anh không. Đi nắp. Đưa cho ổng gói nữa đây. Đó, đưa ổng là cái ổng ưu tiên không à. Cô nội mà, nha. Cô nội mà giờ dơ giấy cỡ đó kìa. Giờ dơ giấy cỡ đó à. Đang lên nắp. Là trời, lên nắp cái gì? Lên nắp bỏ vô đi bán ghé. Bộ mưa nó chảy xuống dưới đây sao nhìn lầy lội nhầy nhẹp với anh Hoàng. Chết anh Hoàng ơi, vậy đây mà ở gì với anh chi vậy trời. Cái này ai đài vậy ha? Nè nhìn đi, ông này phải anh của anh không kìa. Đây nè. Anh hay là em? Em hả? Cầm giùm cái em nè. Tên gì? Hùng. Bữa gặp rồi đó. Hùng. Bữa gặp rồi. Phải không? Phải không? Nè. Cuối cùng rồi mình cũng có. Tên gì? Bỏ túi quần ngồi rớt á. Bỏ túi quần nó rớt mất tiêu rồi. Ủa kìa bọc quần áo lấy vô hỏi gì có thay không rồi đừng giục mất hết không có quần áo không bận. Không có thay. Mình đang lên nắp nè. Ừ lên nắp bớt đi anh Hoàng. Quá trời quá đất dơ rồi. Nghe lên áp cho nó sẽ chống bớt cái đường đi. Chuột bao quá. Trời cỡ đó nó chuột không, nó lết vô ghê không chết. Dọn giờ, dọn sạch giờ. Ừ. Ok, thôi em đi nha. Ok em. Ừ. Bye. Okay, bye. Em đi anh luôn. Ok em. Giữ gìn sức khỏe anh. Ok. Ok, vậy ngồi đầu tóc tại thấy trời lạnh không có hớt tóc cho ổng. Đấy, thấy trời lạnh nó hết xong không lạnh lắm. Mình kể đi ha. Ở ngoài còn mì gói không? Còn muốn lấy mì ăn hả? Ok đi ra đi theo ngồi cho. Em cho nhà đi. Chừng nào hồi em đi em kêu. Nha. Còn nếu không kêu thì cũng kêu anh mía sách bọc cũng chạy vô thảy vô đây cho anh. Okay. Nếu mà thằng đi vòng ra mà thằng có ga rồi á. Ok. Thằng kêu mía sách thảy vô cho anh bọc có rồi. Rồi ok vậy. Ok. Ngồi vậy. Rồi anh không còn cái gói ăn lắm. Hết ăn nè hả? Rồi chị Dung không có đem xuống cho ăn hả? Ừ. Vợ anh á? Bà không có thăm thiệt hả? Bà không thăm anh thiệt luôn hả? Trời ơi bà Dung ơi, bà Dung ít nhất bà đem đồ cho ông ăn đi, kệ đi. Vợ ông lên bờ hay ông lên kệ ổng, mà mốt lỡ ông chết bà đừng khóc á. Phải không? Còn gì nữa? Thì cho ông miếng ăn đi chứ giờ mai mốt hả? Rồi chết rồi khóc không? Chắc không khóc đâu. Có nó cho chứ. Có hả? Ờ, vậy sao ông nó không có? Nào. Bây giờ nhóm mình Bình chết ai khóc không? Chỉ có bà Hằng la làng khóc sùm à. Nào. Ai khóc chứ hả? Ờ. Bà Hằng nào, bà Hằng này chứ bà Hằng nào? Chết rồi, mừng thôi. Rồi. Chết này mừng hả? À, không, mấy anh giải thoát nhưng mà không có muốn thấy chết trong một cái đau khổ. Là con người đâu có ai muốn chết kiểu đó đâu. Ổng khống khe rồi, ổng bất cần rồi. Chết rồi còn phải đẹp nữa là chết mẹ. Coi như kệ vậy đó, chết là chết đấy ha. Bây giờ ông ngồi đây thì tôi đâu biết tối mai ông còn không nữa. Trời lạnh quá nó chết, nó cảm nằm. Bây giờ hỏi quý vị nè, ổng nằm chơi vơi ở ngoài lạnh gì, mưa nó tạt vô ổng mà là ổng ngủ quên, nó phải cảm mà chết ngắt không? Rồi ai biết. Đó, thật ra giờ ngồi đây nha, nói giữ mấy hình ảnh mấy ông gì đây nè, mai mốt mấy ông đi rồi ha, cũng đâu có biết. Nên giờ ai nhớ anh Bình cứ coi YouTube Hằng Kali là anh Bình còn đó từ mấy năm nay, hình ảnh đẹp. Người này kia có hết rồi, cho tới ngày chết thì nằm thù lụi ở ngoài một mình. Đó, thấy không? Còn cái hình ảnh anh Hoàng nha. Ai mà coi lại YouTube của Hằng hồi 2 năm trước đi. Hằng gặp ổng. Cái phim lần đầu coi ổng còn sạch sẽ, ổng đẹp lắm. Đó, giờ ông Hoàng anh ông nổi này nè. Thấy không? Buông luôn mà, buông luôn. Buông cuộc đời luôn. Ok, chị ngồi đó ăn nho từ từ đi ha. Rồi hồi em kêu mía xách đồ ăn vô cho.
Đây, xuống dưới rồi, xuống dưới coi nước nó dâng lên tới đâu rồi không bé. Coi trời lúc luôn. Ông kia hồi nãy cho ông cái thuốc chưa ông đẹp á? Có rồi. Ok, có rồi thôi. Quá trời nó dâng lên ha. Ồ, cái con đường tuốt ở dưới đó hồi mấy lần mình đi được, giờ dâng lên cái cây kìa anh bé thấy không? Ngập lụt, lút hết rồi. Lút hết mấy cây rồi. Lúc hết mênh mông rồi. Mỗi lần tụi em đi luồn luồn ở dưới đó anh Hùng bình thường. Ngang đây cũng bình thường luôn. Trong cái con sông này là mỗi lần đi dưới này bình thường. Mà bây giờ coi cỡ này nè. Lúc hết rồi. Lúc hết. Phải không? Đi xuống dưới suối là đi sình đất mềm lắm cái gì. Mà đi đôi giày nè. Đó, hằng là đi giày đinh á, giày ống á. Ống mà nó bám đinh ở dưới nó không có té. Nè. Đó thấy không? Giờ ngập lúc cỡ này rồi. Mà nếu mà ngày mơi mưa 2 ngày 99% nữa là xong luôn rồi anh Hùng. Nó bò lên tới bờ luôn á. Mỗi lần tụi em đi bộ vòng vòng trong đây không à. Bây giờ ngập cái này nè. Ghê không? Trời ơi. Quá trời luôn. Biết không? Mà nước chảy nghe góc gắt không? Nước chảy mà cái âm thanh của nước á. Đây nè. Đó, quý vị lắng nghe thử cái âm thanh của nước nha. Đó, âm thanh của nước đó. Anh bé, nín thì đừng nói để cho bà con mình nghe cái âm thanh của nước chảy nè. Đó, quý vị thấy không? Cái này là có phải mà mấy ông cứ ngủ miết ở dưới giống như nhà ông Hòa mà nửa đêm mà nó dâng lên một cái nó cuốn đi hồi nào có hay không? Đó, ngủ cả sớm mới nó cuốn đi luôn á. Trời ơi. Này coi nè. Kiểu ở đây nhiều ông á mà chơi á 4 5 đêm không có ngủ á mà khi ngủ là giống như chết á, ginh dục cái đùng cũng không hay nữa. Thì cái này nước cuốn là đi luôn rồi. Đó. Rồi cái cây mà nó ngập lên vậy á. Trời ơi, coi nó chảy kìa. Cuộc sống khổ của mấy ổng tự chọn hết trơn. Cuộc sống nè. Này nghèo nàn cơ cực không? Giờ ông dắt mền, dắt quần áo phơi rồi kìa. Này giống ở vùng cao nguyên ha. Chứ mà ở Việt Nam mà ở vùng cao á, nghèo khổ á. Cái này là tị nạn của nước Mỹ. Tị nạn của nước Mỹ. Cái này là mấy anh em cuộc sống tự chọn ở nước Mỹ á mọi người. Đây mới đúng là cuộc sống tự chọn nha. Cho dù cảnh sát có xuống có bắt có dọn mấy ổng đi xeo tờ dọn đi đâu rồi mấy ổng cũng nhảy xuống đây à. Cho nên đây gọi là cuộc sống tự chọn, tự do, cuộc sống tự do. Freedom. Yeah, freedom đó. Họ nói là họ thích sống freedom, họ sống như thế này. Nó chắc đá làm cầu thang đi lên. Đó, nó chắc đá để nó làm đường nó lên kìa thấy không? Này của ông Mỹ. Nhà này của ông Mỹ nó đi đâu rồi? Nó đun lửa ở trong nhà kiểu đó đấy ha, rồi cháy chết queo nữa, coi nó ung lửa khói lên kìa. Thấy không? Khói lên kiểu này mà hả nó cháy mấy cái này thôi chứ ngủ quên chết queo nữa. Cuộc sống freedom nè. Cuộc sống tự do đó. Không có ai có quyền ép buộc đó. Và tự chọn đó. Rồi đi lên, bước lên, mình bước lên trên đây nè. Bước lên cái dốc. Lên đây rồi đi vòng qua đó rồi anh mía xách bọc đồ vô cho anh Hoàng đi, xách vô tới đây nè, kêu nó bước lên đây không lấy. Đất mềm nhưng mà đôi giày của thằng đi không có tuột xuống đâu. Thì đinh mà. Anh mía. Để coi ông Long coi. Ông Long có khỏe không? Nằm sình sụp mất tiêu rồi chắc đi bệnh viện rồi quá.
Ô cái này sụp mất tiêu rồi, chắc ông Long đi bệnh viện nữa rồi. Ông Tiến ơi. Ủa anh Long ở nhà hả, đi bệnh viện nữa rồi? Ờ. Hổng ngày có đi bệnh viện không? Ờ hổng ngày không có đi bệnh viện hả? Ai hút cần cái mùi cần không ạ? À? Có ai chổng không? Không có mình anh à. Ờ vậy hả? Đi đâu đi ghé đây? Đi đi vòng vòng ở dưới kìa. Tại vì đau chân đi không được, ra ngoài không được. Vậy hả? Rồi có gì ăn chưa? Đi, mình ăn ba cái đồ bò này kia đó. Không biết á. Ừ. Vô bị đau chân, bị hai đi không được. Ừ. Vậy đó, rồi có ăn gì chưa? Ăn lạc ba cái lạc vặt. Ăn lạc vặt hả? Đây đây muốn ăn mì rồi lấy gì nấu? Đâu có đồ nấu đâu. Bên kia có ông Tiến không có bếp không nấu mà. Tiến ông xiên nấu cho mà còn gì. Ừ. Có bữa kêu ông Tiến đưa đồ ăn cho có đương bịch không? Có. Giờ còn không? Hết rồi. Hết rồi hả? Đang hồi ra ngoài rồi cái kêu mía xách vô cho ha. Ok, thank you. Ừ, chứ giờ đi không được mà. Ờ, đi không được. Hai bữa nay ngồi đó. Ờ. Ông Tiến đưa đồ ăn vô ngay bò nữa, mình đâu biết đâu. Ờ. Chút bò trời dính luôn. Đúng rồi, bệnh gao này ăn bò vô nó đau nhất. Ừ. Thì không khỏe đi vô bệnh viện đi, đừng ngồi đó nữa. Ok. Hả? Không khỏe cứ đi bệnh viện anh Long. Để mình ngồi đó nguy hiểm, có gì nguy hiểm nữa. Ok. À. Chắc mai ngày mốt thì được, còn này thì nặng á, tùy theo bữa. Ờ. Dạ. Yeah. Ok anh Long. Ok, thank you. À. Ừ. À, em đi ra ngoài rồi, cái có gì mà em gặp anh Tiến em đưa vô cho bịch đồ ăn cho ha. À hả? Ông Tiến đi đâu rồi? Rồi, nè, cái gốc cây bên của ông Tiến ở bên đây nè. Ông Tiến hỏi gì đây nè. Đó, nhà ổng rồi đi ra rồi. Rồi dằn lại rồi, đóng cửa cẩn thận rồi. Đó, ổng ở trên núi nha. Đây nè, ổng dằn lại nè mọi người. Còn bên đây á, là nhà lớn. Bên đây là nhà lớn vào. Thằng này á là tại vì á nó thích xuống đây nó ở vậy đó, nó cũng giống Tiến vậy đó. Mà nó gấp thằng á là nó núp nó trốn dữ trời dữ đất lắm. Không có lên camera. Đó, thằng biết mặt nó thôi chứ là không có được lên phim đó. Nhiều người nhiều lắm, cái này. Trời nguyên say sức quá rồi. À. Đó. Vậy chỗ này là chỗ nấu ăn. Rồi xe đạp thì lấy lời tối xích lại nè. Nhìn sợ lời tối mà lời tối bự ghê lắm ha. Này sao cắt nổi, ăn trộm rồi vô phương cắt. Đó, này là xe đạp không biết của ông Tiến hay của ông này không biết. Cuộc sống là thiệt, cuộc sống tự do nữa đó. Ô cái này họ xin mà họ không ăn. Cà phê bánh đó, đồ ăn. Trời ơi đây nè, đó thấy không. Ồ cái này mới ha. Nào mà bỏ đây vậy, chắc ông Tiến mới xin về. Ờ đi mua về. Đó, còn cái đó là dưới suối đó. Còn này là ở trên núi. Trên đây núi cao thì coi như không có ngập lên tới đây được rồi. Núi này là không ngập lên được đâu, cái dốc núi cao lắm. Còn ở đó mấy ông ở dưới đó là bị ngập trơn rồi đó. Bên kia cũng núi. Đó. Bởi vậy kêu mấy ông kia dời lên núi đi đó, đừng ở dưới suối nữa. Cái này là dời lên núi.